Chào các em, và hôm nay chúng ta sẽ học workform cũng giống như là từ đồng nghĩa trong Unit 2, Personal Experience. Và các em hãy nhìn vào trong từ thứ nhất, và trước khi mà chúng ta học qua cái workform cũng giống như Closest Meaning ngày hôm nay, thì các em hãy chú ý là ở các slide mà có chứa workform thì đều có 5 columns, đều có 5 cột. Cột đầu tiên là uncountable noun. Các em nhớ rằng đối với cột này là danh từ không đếm được, cho nên không bao giờ thêm s được các em nha. Cột thứ hai là countable noun là danh từ đếm được. Vậy đối với danh từ nằm trong cột thứ hai này, khi làm bài tập workform thì chúng ta có thể thêm s hoặc là âm es vào. Cột thứ ba là cột verb, cột thứ tư là cột adjective và cột thứ năm là cột adverb, tính từ và trạng từ. Thì nhìn vào cái bức hình đầu tiên, các em thấy cái gì đây? Có hai cái gương mặt đúng không? Nếu như chúng ta nhìn về bên trái là một gương mặt cười và nhìn về bên phải là một cái gương mặt buồn. Chỉ có nghĩa là ý nghĩa của cái bức hình này là trong cuộc sống của chúng ta, buồn hay vui là do cái góc nhìn của chúng ta và do cái cách chúng ta lựa chọn. You decide. Như vậy, cái từ đầu tiên mà chúng ta học đó chính là động từ decide, đánh trọng âm 2, có nghĩa là quyết định. Chúng ta có danh từ là decision, trọng âm 2. Chúng ta có tính từ là decisive, trái nghĩa với nó sẽ là indecisive. Chúng ta có tính từ decided, và trái nghĩa với nó là undecided. Như vậy, chúng ta có 4 tính từ được chia thành 2 cặp. Hai cặp này có nghĩa như thế nào? Với chữ decisive có nghĩa là người quyết đoán, indecisive có nghĩa là người dây dưa thiếu quyết đoán. Như vậy cái cặp tính từ thứ nhất là nó về cái tính cách của một người, người đó có quyết liệt hay không, hay là người đó dây dưa, người đó không dứt khoát. Còn cái cặp tính từ thứ hai thì chữ decided có nghĩa là đã quyết định rồi. Còn undecided có nghĩa là vẫn chưa được quyết định. Thí dụ mình nói miêu tả tính cách của cái người đó thì mình sẽ là he's very decisive or he's very indecisive. Còn khi chúng ta nói là undecided problem là một cái vấn đề mà vẫn chưa được quyết định. Chúng ta có tính từ sẽ là lần lượt là các chữ sau đây: decisively, indecisively. Và chúng ta sẽ có một cái danh từ của nó chính là chữ decisiveness. Decisiveness có nghĩa là sự quyết đoán các em nha. Vậy chúng ta nói nghĩa lại, chúng ta có decide là quyết định, decision là sự quyết định, decisiveness là tính quyết đoán, mình có decisive là quyết đoán, decided là đã được quyết định, và hai từ bên cột cuối cùng sẽ là trạng từ. Chúng ta có các từ cần nhớ liên quan tới các cụm liên quan tới decide và decision. Chúng ta có cụm từ là arrive at a decision, come to a decision, reach a decision, make a decision và take a decision, có nghĩa là rút ra kết luận. Uninformed decision, inform là verb, past participle của cái động từ inform là verb 3 đúng không? The uninformed decision là một quyết định được thực hiện sau khi chúng ta đã cân nhắc trước sau kỹ lưỡng rồi. Có nghĩa là chúng ta đã tham khảo ý kiến rất nhiều người và chúng ta cũng rất là tự vấn bản thân mình rồi sau đó mình mới đưa ra quyết định. Thì người ta sẽ gọi là uninformed decision. Và với cụm từ form decisive action thì chúng ta có cụm từ này nghĩa là hành động đầy quyết đoán. Với cái động từ decide thì chúng ta có hai lớp nghĩa. Lớp nghĩa thứ nhất là đưa ra quyết định và lớp nghĩa thứ hai có nghĩa là lựa chọn. Như vậy, với từ decide mang nghĩa là đưa ra quyết định, nó sẽ bằng nghĩa với cụm từ make a decision, reach a decision, come to a decision và make up your mind. Nhớ cụm từ là make up your mind. Còn nếu như decide mang nghĩa là chọn thì nó sẽ bằng nghĩa với từ choose hoặc là từ determine. Và chữ decide sẽ trái nghĩa với từ hesitate là do dự. Với tính từ decisive, quyết đoán đấy, thì chúng ta có decisive sẽ bằng nghĩa với từ determined, strong-minded. Indecisive là do dự, thì sẽ bằng nghĩa với từ hesitant và uncertain. Còn với từ decisiveness là sự quyết tâm, sự dứt khoát là danh từ,
thì nó sẽ bằng nghĩa với chữ determination, strength of mind hoặc là strength of will. Chúng ta qua từ thứ hai, thì với từ thứ hai chúng ta thấy gì đây? Trong bức hình thứ nhất là cảnh một người đang nằm trên một cái cánh đồng cỏ rất là mát, rất là tươi xanh, đúng không? Và có hai cái tính thời là careless và carefree. Trong một cái bức hình thứ hai thì chúng ta thấy có một cái trái tim giống như là một người gửi gắm và có một cái dòng chữ là being careful. Và trong bức hình thứ ba thì chúng ta thấy là có hai bàn tay, một bàn tay của một người trẻ và một bàn tay của người lớn tuổi. Hai bàn tay này đang nắm lấy nhau, thể hiện sự chăm sóc. Như vậy, cái word form từ thứ hai chúng ta học sẽ liên quan tới từ care. Chúng ta có, rồi xin lỗi các em, cái slide này nó bị lỗi về thứ tự trình chiếu rồi. Như vậy là thầy sẽ nói luôn. Chúng ta sẽ học đầu tiên cái động từ là chữ care, the care, đáng lẽ động từ này phải xuất hiện trước nè. Care có nghĩa là chăm sóc. Từ cái chữ care này, chúng ta có cái danh từ không đếm được là từ care, cũng có nghĩa là sự chăm sóc. Và chúng ta có ba tính từ careful là cẩn thận, careful là cẩn thận, careless là bất cẩn, caring là ân cần, chu đáo. Chỉ với từ careful là nó nằm trong bức hình thứ hai là being careful nè. Mình có từ careless or carefree thì nó liên quan tới bức hình thứ nhất. Careless, một người mà careless thì người đó rất là vô tâm. Còn theo kiểu người đó, carefree là người đó vô tư, vô lo, tự tại ha. Một điều rất là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, rất là nhiều áp lực. Cho nên là ngoài cách học ghi nhận thông tin thì mình cũng nên học một cái là để careless, mình cũng nên học một cái cách là carefree, vô tư, vô lo và tự tại. Còn cái bức hình thứ ba ngay chỗ này là caring, có nghĩa là ân cần và chu đáo, đúng không? Chúng ta có từ carefully là trạng từ của careful, carelessly là trạng từ của careless, carefulness là danh từ của careful và carelessness sẽ là danh từ của careless. Chúng ta có một cái danh từ đếm được nó rất là hơi lạ đối với chúng ta ngay chỗ này, đó chính là chữ caretaker, caretaker, mình đọc chậm nè, caretaker. Còn khi đọc nhanh sẽ là caretaker, caretaker. Nếu như caretaker đối với em bé thì chúng ta sẽ gọi là, nói với em bé thì chúng ta phải gọi là chăm sóc, người chăm sóc, người trông nom, người chăm sóc. Còn đối với cái từ mà caretaker thì chúng ta mang nghĩa đó là người giữ trẻ, mang nghĩa là người giữ trẻ. Rồi chúng ta hãy nhìn qua bên cái bức hình thứ ba, chúng ta có các cụm từ cần phải ghi nhớ ngay chỗ này. Thứ nhất là chúng ta có cái động từ care. Động từ care nếu như nó mang nghĩa là quan tâm thì nó sẽ bằng nghĩa với cái từ be concerned hoặc là từ mind. Còn nếu như nó mang nghĩa là chăm sóc thì nó sẽ bằng nghĩa với từ là take care of hoặc là to look after. Còn với cái tính từ careful thì nó sẽ bằng nghĩa với từ cautious, là cẩn trọng nè. Và một cái từ hơi lạ đối với chúng ta đó chính là động từ discreet. Discreet. Discreet thì nó liên quan tới gần giống như từ secret á. Secret là bí mật. Vậy một cái người mà discreet, discreet, đánh trọng âm 2 nha, là một người đó rất là kín tiếng, người đó rất là cẩn trọng, người đó không có tiết lộ thông tin ra bên ngoài, là cẩn thận, cẩn trọng đấy. Còn nếu với một người mà careless thì careless thì người đó rất là bất cẩn và người đó rất là thiếu trách nhiệm, đúng không? Thì mình sẽ có từ là irresponsible là thiếu trách nhiệm. Từ neglectful và từ inattentive thì hai từ này bằng nghĩa với nhau. Từ neglect là lãng quên, còn attentive là chú ý. Như vậy một người neglectful là đầy sự lãng quên, một người inattentive là không có quan tâm tới, không có chú ý tới, là thờ ơ. Như vậy từ neglectful và từ inattentive nó sẽ mang nghĩa là bàng quan. Còn từ unconcerned thì từ này tương đối dễ với chúng ta, mang nghĩa là không quan tâm. Chúng ta qua một cái cặp word form, các chữ word form thứ ba, thì chúng ta nhìn vào hai bức hình thì thấy sao đây? The first picture is a dog and the second picture is a cat. Look at their face. Look at their faces. So can you describe them? Khi nhìn vào hai bức hình này thì mình thấy là rất là vui. Mình cảm thấy là một cái gương mặt rất là thoải mái, đúng không?
Như vậy cái tính từ mình học ngay chỗ này đó chính là tính từ happy. Happy là vui vẻ. Thì chúng ta trái nghĩa lại với từ happy sẽ là từ unhappy, là không vui. Mình có danh từ sẽ là happiness và unhappiness. Xin lỗi các em, cái từ ngay chỗ này phải là unhappiness chứ không phải là từ happiness nha. Mình lấy cái tính từ unhappy mình viết qua bên đây thì mình sẽ được là unhappiness. Chúng ta sẽ có trạng từ là chữ happily và unhappily, có nghĩa là vui vẻ. Thì khi các em nhìn vào cái bức hình dưới đây, nó liên quan tới cảm xúc đúng không? Thì nhìn vào cái bức hình thứ ba nè, thì mình thấy cái bức hình này có vẻ rất là sợ hãi, một gương mặt rất là sợ hãi. Còn nhìn vào cái bức hình thứ hai thì nó sẽ gợi cho chúng ta một cái cảm xúc u ám. Và nhìn vào cái bức hình thứ nhất thì không biết cảm xúc gì, nhưng mà người ta cho hình mình một cái hình ảnh là trên những cái tầng mây ha. Thì thầy xin giới thiệu với các em các từ đồng nghĩa liên quan tới nghĩa happy và unhappy. Thì các em nhìn vào đây, chúng ta có từ happy là vui vẻ sẽ bằng nghĩa với từ pleased, delighted, contented, thrilled, glad, cheerful, be on cloud nine, walk on air và float on air. Thì chúng ta có be on cloud nine là trên 9 tầng mây. Đây nè các em, đây là bức hình đầu tiên là trên 9 tầng mây nè. Walk on air hoặc là float on air là đi bộ trên không khí hoặc là trôi trên không khí, lững lơ trên không khí. Vậy có nghĩa rất là vui. Còn đối với từ unhappy có hai nghĩa là buồn hoặc là khốn khổ. Khi mang nghĩa là buồn thì chúng ta sẽ có cái từ như là sad, discontented, displeased hoặc là sorrowful hoặc là joyless. Còn khi mang nghĩa là khốn khổ thì chúng ta sẽ có từ miserable, gloomy hoặc là hopeless. Thì các em nhìn vào cái bức hình thứ hai ngay chỗ này nè, một cái bức tranh rất là u ám đúng không? Cho nên nếu như cảm xúc của con người mà u ám như vậy thì con người rất là tuyệt vọng, họ rất là gloomy, họ rất là hopeless. Và bức hình thứ ba thì mình thấy đó là hình ảnh của một người, một cái gương mặt rất là than khóc, rất là thảm thương, rất là sầu ai. Thì đó chính là tính từ mournful. Vậy chúng ta có ba, chúng ta có những từ cần phải lưu ý ngay chỗ này, đó là từ happy và từ unhappy, một cái là vui, một cái là buồn hoặc là khốn khổ, và những từ đi cùng với nó. Chúng ta qua từ thứ tư, thì bên từ thứ tư người ta giới thiệu cho chúng ta gì đây? Có hai bức hình, và hai bức hình này có một điểm chung là đều liên quan tới góc học tập, learning corner của chúng ta. Thì nhìn vào bức hình thứ nhất là chúng ta thấy rất là tươi tắn, rất là vui vẻ, tràn đầy sức sống đúng không? Còn nhìn vào bức hình thứ hai ở bên cục phải chúng ta thấy là khá là chuyên nghiệp, đều là góc học tập cả, nhưng ở mỗi bức hình sẽ có một cái cách bài trí khác nhau. Như vậy chủ nhân của mỗi góc học tập này đã personalize, đã thể hiện cái tôi, cái cá tính, đã cá nhân hóa cái góc học tập của họ lại. Làm cho nó có một cái màu sắc riêng của bản thân họ, không có nhầm lẫn vào đâu cả. Như vậy cái tính từ chúng ta học ngay chỗ này đó chính là từ personal, là liên quan tới cá nhân ha, personal. Và trạng từ sẽ là personally, và chúng ta có cái động từ sẽ là personalize, là cá nhân hóa. Và một cái từ nó cũng rất là hay ngay chỗ này đó là danh từ không đếm được, personality. Personality là tính cách, personality là trọng âm 3. Thì đối với từ này là tính cách, từ personality, thì nó sẽ bằng nghĩa với từ characteristic, bằng nghĩa với từ celebrity và bằng nghĩa với từ character. Personality là trọng âm 3, bằng nghĩa với từ characteristic, từ celebrity và từ character. Celebrity ngoài cái lớp nghĩa là người nổi tiếng, nó còn mang cái lớp nghĩa là tính cách nữa nha. Và động từ personalize là trọng âm 1, personal tính từ trọng âm 1 và personally là trạng từ cũng trọng âm 1. Qua cái bức hình thứ 5, qua cái cặp từ thứ 5 thì trên slide cho chúng ta một cái hình ảnh là những cái ngọn cỏ còn màu xanh đúng không? Chúng ta cảm giác rất là tươi vui đúng không? Nhưng mà nếu như nói về một người, mình nói là người đó vẫn còn non, còn non. Vì một cái người mà còn non thì người đó sẽ như thế nào? Người đó sẽ thiếu kinh nghiệm, chưa có dày dặn, đúng không? Như vậy, những cái từ trong số 5 này chúng ta sẽ học liên quan tới cụm từ là kinh nghiệm. Ha.
Chúng ta sẽ học liên quan tới kinh nghiệm. Thì động từ thứ nhất là động từ experience. Experience nghĩa là trải nghiệm. Chúng ta có cái tính từ là experienced. Một người mà experienced là người đã kinh nghiệm, có kinh nghiệm. Một người mà inexperienced, inexperienced là người đã thiếu kinh nghiệm. Và chúng ta có một cái danh từ nằm bên cột uncountable noun, danh từ không đếm được, đó là chữ experience. Experience là trải nghiệm. Chúng ta nhìn qua bên từ số 5, thì chúng ta nhìn qua cái slide tiếp theo ngay chỗ này, là cái slide mà giới thiệu cho chúng ta những từ đồng nghĩa liên quan tới trải nghiệm, kinh nghiệm, có kinh nghiệm hoặc là thiếu kinh nghiệm. Với cái từ là experienced, là giàu kinh nghiệm, thì sẽ bằng nghĩa với từ knowledgeable, professional, trained, expert, mastered, qualified, capable, accomplished, competent, skillful, adept, seasoned, sophisticated, gifted và talented. Không khó để chúng ta nhớ những từ này đâu ha. Experienced là một người giàu kinh nghiệm, vậy một người mà knowledgeable thì liên quan tới từ knowledge, vậy knowledgeable nghĩa là có kiến thức. Professional là chuyên nghiệp, trained là đào tạo, cho nên trained là được đào tạo bài bản, bài bản. Expert là chuyên gia, master là chuyên gia, qualified là đủ đủ kỹ năng, thuần thục, nhuần nhuyễn, có kiến thức, có kinh nghiệm, đó là từ qualified. Capable có khả năng. Accomplished là giỏi, competent là giỏi, skillful là đầy kỹ năng, là thuần thục. Adept, seasoned cũng nghĩa là giỏi. Sophisticated là tinh tế. Gifted và talented là tài năng. Cho nên chúng ta mới có là school for the gifted, là trường chuyên đấy các em ạ. Với tính từ inexperienced, inexperienced là đánh trọng âm 3 các em nha. Từ này mang nghĩa là thiếu kinh nghiệm, thì nó sẽ bằng nghĩa với từ trained, còn non nè. Unskilled là thiếu kỹ năng nè. Unqualified, không giỏi. Untrained, chưa được đào tạo qua trường lớp. Unskilled, không thuần thục, không có kỹ năng. Với cái danh từ là experience, mang nghĩa là trải nghiệm, là kinh nghiệm, là một chuyện mà đã xảy ra với chúng ta rồi, thì nó sẽ bằng nghĩa với từ occurrence. Nè, occurrence là danh từ của động từ occur, bằng nghĩa với danh từ involvement. Involvement là danh từ của động từ involve, và bằng nghĩa với từ exposure là danh từ của động từ expose, là tiếp xúc. Khi chúng ta tiếp xúc với một điều gì đó, có nghĩa là chúng ta trải nghiệm cái cảm giác đó. Với động từ experience là trải qua, là kinh qua, là có kinh nghiệm, thì nó sẽ bằng nghĩa với các từ là undergo, suffer, go through, encounter và endure, là trải qua. Khi chúng ta có một cái cụm danh từ, chúng ta nói là hands-on experience. Hands-on experience sẽ bằng nghĩa với first-hand experience, là trải nghiệm thực tế ha. Chúng ta được mục sở thị, chúng ta được tận mắt chứng kiến, chứ không phải là chúng ta chỉ nghe nói qua sách vở hoặc là báo đài. Qua cái từ số 6 thì có hai bức hình. Nhìn vào bức hình thứ nhất thì chúng ta thấy là có gì đây? Có hình ảnh của nốt nhạc, rồi có cổ kính thiên văn, rồi có true false, rồi có các ký tự này nọ, đúng không? Và sau đó là có một cái môi của con người, là một cái bộ nhớ của con người. Và bên cái bức hình thứ hai thì có một cái câu nói của Nelson Mandela là forget the past, quên đi, có những chuyện đã qua rồi, thì chúng có những ký ức đã qua, chúng ta nhớ những điều tốt đẹp và những điều không vui thì chúng ta bỏ qua một bên. Như vậy sau chuỗi giữa hai bức hình này lại, chúng ta sẽ học một cái từ, đó chính là từ memory. Danh từ memory có nghĩa là ký ức của chúng ta. Chúng ta có động từ là memorize. Memorize có nghĩa là ghi nhớ ha. Giống như trong bức hình đầu tiên có hình ảnh của một cái con người, và họ đang rất là nẹp nhiều điều vào trong đầu của họ, thì đó chính là memorize, là ghi nhớ. Chúng ta có cái tính từ là memorable ha. Những cái điều trải qua mà chúng ta đã experience, chúng ta đã encounter, có rất là nhiều điều rất là happy, make us go on air,
hoặc là có những điều rất là dissatisfied, làm cho chúng ta rất là buồn. Nhưng đó đều là những cái ký ức memorable, đáng nhớ. Và chúng ta có trạng từ đó chính là memorably. Và chúng ta có từ trái nghĩa với từ memorable sẽ là từ unmemorable. Các em thêm giúp thầy vào chữ này là unmemorable. Un là UN, UN, unmemorable có nghĩa là đáng nhớ, là đáng để quên, đáng để quên. Đây là cái từ thứ ba của chúng ta nè. Unmemorable là nhạt nhòa, là không có gì để mà chúng ta nhớ cả. Chúng ta có động từ memorize là ghi nhớ, thì bằng nghĩa với từ remember, to learn, và cái cụm commit to memory và learn by heart. Learn by heart có nghĩa là học thuộc lòng, còn commit là gì các em? Từ commit có nghĩa là chúng ta nạp vào. Vậy khi commit to memory là nạp một cái gì đó vào trong đầu, thì gọi là ghi nhớ kiến thức hoặc là học thuộc kiến thức. Còn khi một cái điều mà memorable, điều đó rất là đáng nhớ, thì nó sẽ bằng nghĩa với từ impressive, đầy ấn tượng nè. Remarkable là đáng để ghi chú nè. Distinguished là rõ ràng, phân biệt, rạch ròi, tách biệt, không có lộn chẩn, không có lộn lẫn vào đâu được hết, là đáng để chúng ta nhớ. Unforgettable không thể nào quên được. Và unfading, nghĩa của từ fade, fade có nghĩa là làm mờ, làm nhạt, thì khi là unfading có nghĩa là không phai nhòa. Một cái điều mà unmemorable thì nó không hẳn mang nghĩa là đáng để quên ha, mà một cái từ unmemorable nó mang nghĩa là từ nhạt nhòa, không có ấn tượng gì cả. Nó sẽ bằng nghĩa với từ unimpressive và là bằng nghĩa với từ undistinguished. Thật ra là chúng ta có một cái nỗi sợ, chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ unmemorable đối với người khác. Mình sẽ sợ rằng trong mắt người khác là mình không ấn tượng, mình không có điểm gì nhấn, mình rất là nhạt nhòa, đúng không? Thật ra đó là một nỗi sợ cũng có lý. Chúng ta lúc nào cũng muốn là được người khác quan tâm, nhưng mà nếu như được người khác quan tâm quá nhiều mà mình không có cảm giác được sự bình an thật sự, thì đó cũng không phải là một cái đích đến mà chúng ta nên có, đúng không các em? Cho nên cho dù chúng ta có unmemorable, chúng ta có nhạt nhòa, nhưng mà chúng ta cảm giác chúng ta rất là bình an với cuộc sống của mình, và chúng ta có thể đem đến được cái nguồn năng lượng tích cực cho những người khác, thì đó cũng là một cái điều đáng quý trong cái hành trình mà chúng ta đi như thế này, được chưa ha? Chúng ta qua một cái từ thứ bảy, thì nhìn vào cái bức hình minh họa thấy một cái gương mặt, ôi thật là đáng sợ, đúng không? Nhìn cái gương mặt này tự nhiên mình thấy có một cái gì rất là gian gian ở trong đây, được chưa ha? Như vậy là chúng ta sẽ học cái động từ là sneaked. Sneaked có nghĩa là gian dối hoặc là lén lút. Tính từ sẽ là sneaky. Sneaky, nhớ là âm long y nha. Sneaky là lén lút. Và trạng từ sẽ là sneakily. Sneakily là lén lút đấy. Còn qua bên cái bức hình thứ 8, thì chúng ta thấy có bên cái các từ số 8, thì chúng ta thấy có 3 bức tranh. Bức tranh thứ nhất là một cái icon, một người này đang rất là hoang mang, đúng không? Bức tranh thứ hai cũng là một người với rối nùi cảm xúc và ba dấu chấm hỏi. Và bức tranh thứ ba thì là có, nhìn vào bức tranh thứ ba thì thấy có một cái người đang ngắm nhìn một bức vẽ, và hai bức vẽ đó nó cũng na ná giống nhau, và có một cái dòng chữ là confusion. Như vậy với từ số 8 chỗ này, chúng ta sẽ học động từ confused. Confused, khi mà chúng ta confuse somebody, chúng ta gây hoang mang cho ai đó. Chúng ta có tính từ là confused và confusing. Phân biệt giữa hai tính từ này như thế nào? Thì các em hãy nhìn vào cái bức hình thứ ba, cái người đàn ông mà xem cái bức tranh đó, thì mình sẽ nói là he is confused. Ông ta bị làm cho hoang mang. Ông ta bị cái gì làm cho hoang mang? Thì mình sẽ nói là the picture is confusing. Cái bức tranh này nó có tính chất hoang mang. Vậy mình sẽ nhớ là confused là bị làm cho hoang mang. Còn confusing có nghĩa là có tính chất hoang mang. Và một cái danh từ ngay chỗ này sẽ đọc là confusion. Confusion là sự hoang mang.
thì các từ đồng nghĩa chúng ta sẽ học như sau. Khi mà chúng ta confuse một người nào đó là chúng ta làm cho họ hoang mang. Vậy nó sẽ bằng nghĩa với cái từ là bewilder, bewilder, bằng nghĩa với từ puzzled, puzzled, bằng nghĩa với từ perplexed, perplexed. Và nó bằng nghĩa với một cái idiom là muddy the water. Bewilder là làm cho người ta hoang mang, còn puzzle thì khi chúng ta giải câu đố đó thì be là puzzle cũng có nghĩa là hoang mang, hiểu ha? Và perplex là perplex có nghĩa là làm cho ai đó không rõ được cái vấn đề. Và cái idiom muddy the water làm sao để chúng ta nhớ đây? Water là nước, vậy khi muddy the water có nghĩa là chúng mất đi là bùn, vậy chúng ta vấy bùn cái nguồn nước, vấy bùn một cái nguồn nước của ai đó, nó có nghĩa là nước đang cho thì mình vấy bùn đi thì mình sẽ làm cho người ta mất phương hướng, đúng không? Vậy là confuse người ta, hoang mang người ta. Với cái danh từ confusion, sự hoang mang thì bằng nghĩa với danh từ là bewilderment, puzzlement, perplexity và uncertainty. Uncertainty là sự không chắc chắn làm cho mình hoang mang. Còn với cái tính từ confused, nó mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là bị làm cho hoang mang và nghĩa thứ hai là không có trật tự. Khi chúng ta nói là I'm confused, tôi bị hoang mang quá thì nó sẽ là I am at a loss. At a loss, tôi không biết nói gì cả. I am at sea, trời quá trời thứ luôn, tôi bị lạc giữa biển, tôi không biết làm gì hết thì mình sẽ gọi là hoang mang. Còn khi mà chúng ta nộp một cái bài văn lên cho giáo viên của mình và giáo viên nói là oh, your essay is a little bit confused, thì cái bài văn của em là nó không có được trật tự cho lắm. Thì cái từ confused trong trường hợp này nó sẽ bằng nghĩa với từ be chaotic là hỗn loạn nè, be disordered là mất trật tự và be at six and seven trong một cái tình trạng rối bời hoặc là hỗn loạn. Và chúng ta có tính từ là confused thì nó sẽ trái nghĩa với từ arranged và từ orderly là theo trật tự, hoặc là nó sẽ trái nghĩa với từ organized là có tổ chức. Chúng ta qua bức hình thứ 9 thì bên cái slide thứ 9 thì bên slide này chúng ta thấy có chữ satisfied là hài lòng. Dissatisfied là cảm giác thất vọng và có một cây bút nó khoanh tròn lại từ dissatisfied. Vậy từ số 9 là liên quan tới một cái từ gì đó là không hài lòng, đúng không? Vậy chúng ta sẽ học động từ đó chính là chữ complain. Complain có nghĩa là phàn nàn. Chúng ta có complaint danh từ. Nhớ nha, đây là danh từ đếm được. Cho nên khi làm bài tập word form, từ complaint hoàn toàn có thể thêm s được, là sự phàn nàn hoặc lời phàn nàn. Chúng ta có tính từ là complaining. She's always complaining. Tối ngày cứ càm ràm, cứ lải nhải hoài. Và chúng ta có trạng từ sẽ là complainingly. Những từ chúng ta cần phải nhớ đây. Chúng ta có make a complaint, file a complaint, or lodge a complaint. Có nghĩa là phàn nàn to somebody about something. Là phàn nàn với ai đó về điều gì đó. Khi mà nó là complaint about the noise, nó có nghĩa là phàn nàn về tiếng ồn. Khi complain somebody thì nó sẽ bằng nghĩa với cái cụm từ sau fight felt with somebody và là criticize somebody, nghĩa là chỉ trích hoặc là tìm ra lỗi của ai đó. Make a fuss là làm ầm ĩ. Còn cái complaint là sự phàn nàn, sự không hài lòng thì nó sẽ mang bằng nghĩa với từ là dissatisfaction và là từ annoyance. Dissatisfaction là cảm giác không hài lòng. Còn annoyance là cái sự mà chúng ta rất là bực bội. Bên cái bức hình thứ 10 thì chúng ta thấy bên trái là một cái gương mặt rất là sợ hãi, đúng không? Và bên phải là một cái bức hình của một Superman, của một người đang rất là tự tin. Vậy liên quan tới đây thì chúng ta sẽ học một cái từ đó chính là từ fear. Fear là nỗi sợ. Fear, động từ fear là sợ, còn fear là nỗi sợ. Chúng ta có cái tính từ là fearless. Fearless là tự tin, không hề sợ hãi. Thì chúng ta nhìn vào bức hình bên phải đây nè. Đây là một người rất là fearless, không hề sợ hãi. Và trạng từ sẽ là fearlessly, một cách dũng mãnh. Thì đó với cái danh từ fear là nỗi sợ. Thì bằng nghĩa với từ fright, trong chữ frighten.
bằng nghĩa với cái danh từ timidity. Timidity đây là một từ lạ, không tự tin. Và bằng nghĩa với từ fearfulness là nỗi sợ. Còn đối với tính từ fearful là sợ thì nó sẽ bằng nghĩa với từ scared. Scared là sợ. Bằng nghĩa với từ apprehensive. Apprehensive bằng nghĩa với từ terrified. Terrified bằng nghĩa với từ afraid, nervous, frightened hoặc là anxious là lo lắng, sợ hãi. Còn đối với từ fearless là tự tin thì sẽ bằng nghĩa với từ là confident, unafraid và từ brave mà gan dạ. Bên cái các từ số 11 thì các chúng ta nhìn vào đây có một cái cây bút chì ha. Và sau đó là vẽ ra là gì đây, một cái toy đồ chơi nè, một cái ly lemonade, một ly đá chanh nè. Và rất là nhiều cái bức hình là vẽ ra, màu sắc rất là đẹp đúng không? À đây có một con ngựa nè, đây là một con bird, một con chim ở chỗ này. Thì mình sẽ gọi là cái chủ nhân của cái bức tranh này rất là sáng tạo đúng không? Vậy chúng ta có những từ sáng tạo thì sẽ là imaginative. Nhưng mà khi chúng ta học động từ trước thì chúng ta sẽ thấy có imagine, đánh trọng âm ha, nghĩa là tưởng tượng. Chúng ta có tính từ imaginary là không có thật. Nhớ nha, không có thật. Imaginative là sáng tạo. Unimaginative là không sáng tạo. Chúng ta có imaginable là dễ hình dung, dễ hiểu. Unimaginable là phức tạp, khó hiểu. Tương tự, chúng ta sẽ có trạng từ là imaginarily, một cách không có thật. Chúng ta có imaginatively, một cách sáng tạo. Unimaginatively, một cách không sáng tạo. Chúng ta có imaginably, là một cách có thể dễ hiểu, có thể hình dung được. Và unimaginably là khó hiểu, khó hình dung. Chúng ta sẽ có danh từ là imagination, là sự tưởng tượng. Thì chúng ta hãy nhìn các từ đồng nghĩa ở đây. Chúng ta có động từ imagine là tưởng tượng. Thì nó sẽ bằng nghĩa với các cụm là form a mental picture of something. Hình thành một cái bức ảnh trong tâm trí gọi là tưởng tượng nè. Think of something nè. Bằng với envisage something. Bằng với conjure something up or conjure up something là tưởng tượng về điều gì đó. Đối với cái danh từ imagination, nếu như mang nghĩa là trí tưởng tượng thì nó sẽ bằng với là demise eyes, cái nhìn của trí não. Nếu là không có thật thì nó sẽ bằng nghĩa với từ là unreality. Đối với từ imaginary, đây là tính từ không có thật, hư cấu. Imaginative là sáng tạo ha. Thì đối với cái từ imaginary không có thật hoặc là hư cấu thì nó sẽ bằng nghĩa với từ fictional, từ made up, từ invented, từ imagined và từ unreal là không có thật nè. Nó sẽ trái nghĩa với các từ như là true, known, real hoặc là proven, có nghĩa là đã được chứng minh, là đã được kiểm chứng, và bằng factual là sự thật. Còn đối với từ imaginative là sáng tạo thì nó sẽ bằng nghĩa với từ creative và từ inventive. Đối với từ unimaginative là không sáng tạo thì nó sẽ bằng nghĩa với từ uncreative và từ mundane. Mundane có nghĩa là nhàm chán. Từ mundane có nghĩa là nhàm chán. Chúng ta qua bên từ số 12 thì có hai cái bức hình ngay chỗ này. Bức hình bên cục trái thì có một cái người rất là nhỏ đang ngẩng ngước đầu lên để nhìn người lớn hơn đúng không? Và cái bức hình tay phải thì có một cái biểu tượng của một cái gương mặt đang rất là thích thú, đang rất là ngưỡng mộ ai đó. Vậy chúng ta sẽ học cái động từ đó chính là từ idolize. Idolize có nghĩa là thần tượng hóa một ai đó. Và danh từ sẽ là idol. Idol là thần tượng của chúng ta. Vậy với cái từ mà chúng ta có là từ idol là thần tượng thì nó sẽ bằng nghĩa với từ superstar hoặc là favorite. Một người superstar, một người favorite chính là idol của chúng ta. Còn khi chúng ta idolize một người nào đó thì có hai nghĩa là chúng ta thích họ hoặc là chúng ta ngưỡng mộ họ, đúng không? Khi mang nghĩa là chúng ta thích ai đó thì sẽ bằng nghĩa là take to somebody
hoặc là take a liking to somebody, hoặc là have an art for somebody. Còn khi chúng ta ngưỡng mộ một ai đó thì có nghĩa là chúng ta đang admire, chúng ta đang look up to và chúng ta đang speak highly of somebody. Và trái nghĩa thì sẽ là look down on somebody, là coi thường ai đó. Như vậy chúng ta mới vừa cùng nhau học các từ word form cũng giống như là từ đồng nghĩa trong Unit 2 Personal Experience của chương trình tiếng Anh lớp 11. Các em ghi chú lại bài và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau.